Theo ghi nhận của phóng viên Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn, ba cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đã có dấu hiệu chết khô, trụi lá, bong tróc vỏ. Trên thân cây có túi truyền dịch bao bì tiếng Trung Quốc. Các túi này đều đã hết dung dịch. Cái cây mà đang héo khô hẳn ấy thì là sau khi đánh khoảng độ 2 tuần gì đấy là bắt đầu xuất hiện là héo lá rồi. Đấy thì sau đấy là bên Môi trường cây xanh các thứ đã đến trích thuốc các thứ để cứu, nhưng mà đến hiện tại thì thân vỏ đã chóc hết ra rồi. Thì tôi nghĩ là cây này chắc là cũng không qua khỏi được. Hiện nay là ở cái hàng này là có 3 cây là chết hẳn, còn 2 cây đang có dấu hiệu bị héo lá. Trước đó, để phục vụ thực hiện dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, đơn vị thi công đã dịch chuyển 34 cây sưa đỏ lùi vào trong so với vị trí ban đầu. Vì cây sưa đỏ có giá trị cao nên đơn vị thi công đã cho lắp khung sắt bao vây thân cây, camera an ninh giám sát 24/24 và có bảo vệ trông vào ban đêm.